Xin chào 500 anh em Facebook nhé. 500 anh em cộng đồng order hàng Trung Quốc. Thì mình đây tiếp nối các video trước, thì cái video này mình làm, mình chia sẻ cho các anh em cách thức để mà tìm kiếm lựa chọn nguồn hàng, đánh giá shop, đánh giá các shop như ạ. Thì như ở đây, đây là cái mọi người nhìn ở dưới này có cái hình biểu tượng này, thì đây là cái mục 1688 của mình, cái nick của mình đây, được chưa? Thì cái mục ngôi sao có nghĩa là để lưu những cái link, những cái nguồn hàng. Thì ở ngoài cái số 161 này đó, nếu mà mọi người xem cái video và hướng dẫn tìm kiếm bằng hình ảnh của mình thì mình có chỉ mọi người ngôi sao. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây, ấn vào đó, đó, ấn vào 1661 này thì là sẽ hiện ra là những cái link, những cái nguồn hàng mà mình đã lưu vào cái bộ sưu tập của mình, được chưa? Thì chúng ta có thể thấy được ngay là mình có lưu vào đây hai cái hộp nồi cơm này. Thì mọi người nhìn này, nó hiện 48 tệ và 41 tệ, có nghĩa là một người bán là 48 tệ, một người bán là 41 tệ. Đó, tiếp theo là có phần có cái kính lúp này. Kính lúp này, chúng ta ấn vào cái phần kính lúp này. Cái phần kính lúp đấy để làm gì? Để nó tìm những cái người bán cái sản phẩm tương tự như thế này, để cho chúng ta có thể so sánh được. Thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy được ngay là thứ nhất về giá. Thì giữa muôn trùng giá như thế này, nhớ chưa? Cái ông muôn trùng giá như này thì làm sao để lựa chọn? Thì mình có lưu là ông 48 tệ rồi, ông 49, ông 31. Ông 31, ấn vào xem ông 31 nào. Thì tất nhiên là chúng ta lựa chọn bao giờ cũng là lựa chọn về giá. À, ông này là kiểu dáng khác, đây là loại khác, chúng ta không quan tâm nữa. Đấy, của mình đang tìm là cái loại này. Thì có ông 48, ông dưới này có một ông 41, tại sao không tìm ra? Ấn vào đây, ông 41, 41 tệ thì mình sẽ ấn vào cái dấu ba chấm này, thì nó có thể tìm những sản phẩm, những nhà bán ở đây có thể nhìn thấy mấy màu vàng này, đó, màu cam cũng như màu đỏ. Thì mình sẽ ấn vào cái màu vàng, ý nghĩa của nó là để tìm những người bán sản phẩm giống như thế này. Còn nếu cái màu cam là để tìm các sản phẩm tương tự, được chưa? Như là ấn vào cái màu vàng đó, thì nó sẽ hiện ra 41 đến 49,5, 1116 với 48. Thế thì hai cái ông ấy nhất là mình đều đã lưu lại rồi, mình có tìm qua rồi, cái này mình có tìm qua, mình lưu lại rồi. Bây giờ sẽ so sánh. Ông 41 này, ấn cụ thể vào cái hình đó thì mới vào được cái shop đấy xem nó bán như nào. Đây sản phẩm đây, 32 và 41, 32 đến 41 có nghĩa là từ 32 tệ đến 41 tệ, được chưa? Thế thì sản phẩm này chúng ta thì nhìn vào đây, chúng ta thì lựa chọn. Mọi người lưu ý cái chỉ số này, được chưa? 0,0% có nghĩa là không có người mua lại này, trong vòng có 3 người mua trong vòng 90 ngày này. Cái chỉ số 2%, 8% và 18% thì nó tương ứng với lại chính là cái chỉ số mô tả hàng hóa là lớn, cái màu đỏ mà tiến lên này có nghĩa là lớn 2% so với trung bình của toàn ngành, những cái người bán cái sản phẩm này. Đó, còn nói tóm lại, còn cái thứ hai là cái lớn hơn 8% thì là tốc độ phản ứng. Tốc độ phản ứng ở đây chính là tốc độ người bán support cho chúng ta, chat với chúng ta trên cái công cụ chat trả lời có nhanh không. Thứ ba là tốc độ phát hàng là lớn hơn 18% so với trung bình. Thì cái này là do thuật toán nó thống kê ra nhá, rất là chuẩn xác. Ở đây là chấm 2, 4, 5 sao thì gần gần được đủ 5 này.
ba bình luận này. Đó, thì chúng ta ấn thẳng vào chúng ta sẽ thêm bình luận. Tất nhiên là cái này thì các bạn không biết tiếng Trung thì cái này nên đấy, ấn vào số sao và tìm kiếm ở xem ở trên máy tính thì sẽ nó sẽ có dịch hơn. Còn nếu để mà xem lướt qua xem nhanh đó thì chúng ta sẽ xem được các chỉ số này. Xem đến ông 48. Ông 48 thì giá lượt đây chúng ta nó bán từ 24 cái thì mới là 48 tệ cao đúng không ạ? Và các chỉ số đây bán hàng được 5 năm. Không dấu sao, 0%, tất cả đều 0%, nghĩa là không có cái giao dịch gì cả. Tức là trung bình. Thì cái này là ảo. Tốt nhất là mình không lựa chọn ông này. Không quan tâm ông này, vì thực ra giá ông này cũng còn cao hơn. Đó. Thì chỉ có lựa chọn được ông 41 này thôi. Sau đó chúng ta sẽ đến bước muốn chat với các nhà cung cấp thì chúng ta có thể ấn vào cái đây cái biểu tượng màu xanh ở dưới hình này, chúng ta có thể chat được với nhà cung cấp chưa? Đó, chat cụ thể với nhà cung cấp hỏi xem hàng hóa các thứ như thế nào. Kiểu như vậy. Ok. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi mà có gì vướng mắc